Con mình không mày. Em ơi, thôi đi xuống đi. Thôi đi xuống nha. Hay là tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của My. Trong video ngày hôm nay thì sẽ là một cái video remake một trong những video đầu tiên mà My up lên trên YouTube, đó là cái video DIY Kitchen. Và trong cái video này thì My sẽ explain, My sẽ nói kỹ càng hơn là khi mà mình tự làm kitchen cần những gì, rửa những cái miếng mút như thế nào để cho nó sạch đẹp. Mọi người hãy cùng xem video của My nha. Bắt đầu với phần DIY thì mọi người hãy cùng xem chúng ta cần những thứ gì nhé. Đầu tiên là cái sữa rửa mặt này. My sử dụng sữa rửa mặt kẹn treo. Mọi người có thể sử dụng sữa gì rửa mặt kiểu phông mình nó dạng kem cũng được. Và một cái cục xà bông. My thích sử dụng cục xà bông hơn, tại vì nó sẽ ra được nhiều foundation hơn là sử dụng xà bông không, xà bông treo không. Tiếp theo thì My sẽ có kem chống nắng và foundation. Hai cái này My nghĩ là hai cái thành phần quan trọng nhất của một cái cushion. Và ở đây, cái cushion mà My sử dụng thì My sẽ lấy cái lõi ra. Thì mọi người thấy là còn một xíu foundation của cái kỳ trước My xài. Và My sẽ thấm hết cái foundation ra đây. Đây là con mẹ của My, nó đang ngồi đợi My quay video. À, và mọi người đừng quên là có một cái khăn đi để tí nữa mình thấm nha. Nên sử dụng cái khăn màu tối thay vì màu sáng, tại vì sợ nó bị dính foundation lên đó. Tiếp khi sử dụng cushion là khi mọi người thấy một cái bề mặt nó hơi khô rồi thì mọi người có thể lấy ra lật ngược lại, thì nó sẽ còn rất là nhiều cái sản phẩm ở trong cái mặt còn lại. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái cushion này, miếng cushion này, và mình sẽ cho vào nước. Mọi người lưu ý là khi mà mình lấy cushion ra thì mình nên dùng nhẹ tay một xíu, tại vì cái miếng nước này nó rất là dễ bị bể ra, nó rất là dễ bị nứt, nên là mọi người đừng có dùng mạnh tay nha. Khi mình đã sơ sơ cái này rồi thì mình sẽ cho cái lớp đầu tiên là lớp sữa rửa mặt lên cái cushion. Mình nhớ là mình rửa nhẹ nhàng giống như mình rửa mặt vậy đó. Và khi mọi người bóp ra thì nó sẽ ra hết cái nước của cushion. Đó là tất cả cái foundation cũ. Sau khi rửa cái sữa rửa mặt hai lần thì nó sẽ ra cái màu này, nó vẫn là cái màu của foundation, nó vẫn dính rất là nhiều bên trong nhưng mà nó đã nhạt bớt một xíu rồi. Thì mới bắt đầu qua cái cục xà bông. Cục xà bông này rất là nhỏ nhẹ này. Mọi người thấm hơi ướt cục xà bông nha và chà lên cái cushion thế này. Nếu mà mọi người á mà rửa cái cục mút của cushion, đó là cái cục xà bông ở dưới cái dòng cái mỡ cái nước mà ở cái bồn tay á mà nó chảy liên tục á thì nó ra rất là nhanh, nó ra hết foundation rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ mình đi sử dụng một cái thau này nó hơi lâu một xíu. Sau khi mà đã rửa xong thì cái cushion nó sẽ có màu như thế này. Ta-da. Cái này thì nó cũng ra maximum được rồi. Mọi người hãy rửa đến khi nào mà cái nước mà lúc mà mọi người bóp cái cushion nó như thế này nè, nó ra trong suốt là lúc đó là cái cushion nó đã sạch hết cỡ rồi. Đây là cái cushion của My lúc sạch hết cỡ. Và My sẽ thấm bằng khăn cho thật khô. Và chúng ta hãy bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần mix cái cushion. Bình thường á thì những cái bạn nào mà muốn tăng cái độ che phủ lên thì mọi người có thể dùng foundation có độ che phủ cao, hoặc là có thể thêm concealer cũng được. Nếu mà những bạn mà thích mà có độ ẩm cao thì sẽ cho thêm kem dưỡng ẩm nè. Và nếu mà các bạn muốn sáng hơn, muốn da đều màu hơn thì có thể cho toner cream. Đối với My thì My chỉ muốn một cái foundation mỏng nhẹ và có độ bóng và có kem chống nắng. Đó là lý do tại sao My sử dụng cái
Kem chống nắng này của My. Vì như các bạn cũng biết, nếu mà coi cái video gần nhất của My, cái morning routine á, thì cái kem chống nắng này nó rất là bóng. Nên là My nghĩ là nếu mà chọn cái này với lại cái foundation mà có độ ẩm cao thì mình không có cần sử dụng nhiều cái dưỡng ẩm ở trong cái cushion của mình nữa. Cái foundation này thì My mới được tặng của Makeup Forever. Thì ở trong cái tờ giới thiệu mà người ta gửi cho My á, thì người ta nói là cái này sẽ là sự kết hợp giữa trang điểm và dưỡng da. Nó có hoa nè, có cỏ và có sâm. Đó là lý do tại sao nó sẽ làm mềm mịn, mềm mặt da, xóa mờ nếp nhăn, tăng cường độ ẩm và giữ hiệu quả lâu. Bây giờ thì My chưa bao giờ sử dụng cái foundation này hết, nên là cái này sẽ là first impression để My thử coi mọi người. Trời ơi, cái này nó come with a pump. Trời ơi, My rất là thích cái nào mà nó có cái pump như thế này. Đối với cái foundation này thì người ta recommend sử dụng với brush, một cái cọ mà cái cọ có tên là The Buffing Foundation Brush số 112. Nhưng mà bình thường á, thì My hay sử dụng foundation bằng tay, tại vì My thấy là nó đều hơn, nó skin like hơn và nó kiểu mềm mỏng hơn á. Tại My sử dụng foundation, My không có muốn là nó dày, nên là đó là lý do mà hôm nay My cũng sẽ sử dụng cái foundation này bằng tay. Thì My sẽ apply vào một nửa bên mặt phải, và xíu nữa thì My sẽ apply cái cushion ở bên mép trái. Cái này là màu 1Y225, nhưng mà My nghĩ là cái màu của My là Y223. Nó cái màu này nó hơi tối hồng phong so với của My. My sẽ sử dụng một pump trước. Cũng không tối lắm mọi người. Mình nghĩ là một pump có khi là cũng đủ cho mặt của My. My vẫn còn dư khá khá. Mặt của My bây giờ thì không có dưỡng da, không có primer, không có một cái gì cả. My chỉ hồi nãy My có đánh mắt và môi thôi. Thế là bây giờ My sẽ apply cái foundation này. Đây là mặt của My, một nửa có foundation và một nửa còn lại không có. Thì mọi người thấy là cái vùng thâm của My nó cũng che được khá khá nè. Cái vết ở đây, cái vết là môi, cái đường kì đó, smile line, cái đường cười của My, nó cái rãnh cười nó cũng che được ok, nhưng mà không thấy rõ nữa. Vết thâm nó cũng không che được nhiều lắm, nhưng mà được cái là nó rất là mỏng nhẹ và cảm giác nó không bị khô. Để mình coi cái gương bình thường coi nó có bị khét kỳ không. Nó cũng che phủ được một ít cái lỗ chân lông của My. Điều duy nhất mà My để ý là nó hơi khô ở cái vùng mũi này. Là cái vùng mũi là cái vùng My rất là khô, nên là lúc nào cái foundation mà My sử dụng thì thường thường My sẽ không đánh ở phía hai cái cánh mũi này, mà My chỉ đánh ở phía dưới này và cái sống mũi thôi. Vì cái vùng hai bên mũi này My rất là khô, là nó cũng hơi bị bám vào, nó hơi bị chóc da ở cái vùng mũi này một xíu. Ok, và mình sẽ chấm cho cái foundation này là 5/5, tại vì mình rất là hài lòng, nó rất là đẹp, nó giống như là da vậy đó. Và cái foundation này đúng là như là những gì nó người ta quảng cáo, là nếu mà sử dụng mỗi ngày á thì nó bạn sẽ không cảm giác là nó bị khó chịu, không bị bí da. Nên là ai mà đi làm hay là những cái công việc nào mà phải make up hàng ngày thì mình nghĩ là nên thử cái foundation này, mình rất là ưng. Và bây giờ mình sẽ đến phần làm cushion. Bình thường á thì mình sẽ pump. Một cái lưu ý là cái foundation này nó có mùi nha mọi người. Bây giờ mình mới dọn ra và cái mùi nó rất là dịu, mùi rất là dễ chịu, như là mùi hoa. Không biết là có phải từ cái hoa Camellia Japonica, cái hoa ở trong cái foundation này không. Nhưng mà cái mùi này là mình để ý là giống cái mùi mà ở trong những cái spa hoặc là những cái tiệm shopping, cái tiệm mà bán quần áo thì mọi người hay có cái nến mùi hoa này. Rất là thơm, dịu nhẹ. Ok, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm cushion nha. Bình thường mình sẽ cho 5 pump của foundation.
hay là 5 không. Và sau đó là mình sẽ cho cái kem chống nắng. Bình thường mình sẽ mix tất cả các ingredient đó bằng nhau. Nên là bây giờ mình cũng sẽ mix kem chống nắng khoảng được 7 luôn. Cảm thấy hơi nhiều kem chống nắng rồi. Mình sẽ cho thêm một chút foundation nữa. Và mình sẽ cắt cái này ra. Và dùng cái đầu này để trộn cái hỗn hợp này vào với nhau. Sau khi các bạn trộn cái hỗn hợp thì các bạn thấy nó sẽ cao bằng 1/5 của cái lõi cushion. Thì mình nghĩ đó là một cái hỗn hợp mà vừa đủ á. Thì khi mà bỏ cái miếng muối vào á thì nó vừa đủ, nó không bị tràn ra quá mà nó cũng không bị quá ít. Đối với những bạn mà có nhiều foundation mà muốn thay đổi foundation đó thì các bạn có thể cho ít foundation hơn vào cái cushion này, cỡ 2-3 pump hoặc là 4 pump thôi, thì một tháng các bạn có thể đổi một lần. Sau khi đã mix xong thì mình sẽ bỏ cái cushion này vào. Sau khi đã mix xong thì mình sẽ bỏ cái lớp mousse vào. Các bạn chú ý là lau cho thật khô cái miếng mousse nha. Ok rồi, nhưng mà cảm giác là nó bị hút hết rồi, nên là mình sẽ cho thêm một ít foundation cùng với lại cái kem chống nắng. Mình cứ làm sao mà để nó đủ với lại cái lượng mà mình cần. Ok nha. Bây giờ mình đã hoàn thành xong cái cushion của mình rồi. Và bây giờ mình sẽ thử lên tay cho mọi người xem cái cushion của mình. Nó cùng màu da của mình luôn nè, mọi người không có thấy được rõ. Bây giờ mình sẽ thử ở bên cái mặt bên phía này để cho mọi người nhìn rõ hơn nhé. Đây là da của mình và cushion. Và sau khi mình khá là hài lòng với lại cái độ ẩm nè, độ che phủ và độ bóng của cái này, nên là mình sẽ cất cái lõi này vào lại cái hộp của nó. Đầu tiên, như các bạn thấy thì bên này nó hơi bóng hơn bên đây một xíu. Nó hơi bóng hơn một xíu. Và để mình kiểm tra cái phần mũi mà mình bị chóc. Đúng rồi, cái phần mũi mà mình bị chóc ở bên phía này á, thì ở bên này nhờ cái độ ẩm của cái kem chống nắng thì mi đã không có bị chóc nữa. Mi nhìn nó tẹp luôn vào cái da của mi. Mi rất là hài lòng. Nhưng mà chỉ có một lưu ý nhỏ là vì cái foundation này nó hơi bị skin like, nó hơi mỏng, thì nó đã không che phủ được hết cái vết thâm này. Nó chỉ làm cho những cái vết thâm nó kiểu mờ đi thôi, chứ nó không có che phủ được hẳn. Mi rất là hài lòng với lại cái cushion ngày hôm nay của mi. Trời ơi, yay. Tại mình rất là thích sử dụng cushion khi đi du lịch đó, nên là ngày mai mình chuẩn bị đi về quê rồi, nên phải có cái cushion này. Thật sự là một vị quốc tinh, không có cần mang lủng củng foundation hay là kem chống nắng nhiều nữa. Nên em, và cuối cùng video cũng đã kết thúc rồi. Đây là cái cushion của mình và mình rất là ưng. Mình hy vọng là các bạn sẽ cùng coi video này và vừa làm cái cushion của chính mình. Và hy vọng những cái thông tin mình đem đến cho cái DIY cushion ngày hôm nay hữu ích với tất cả mọi người. Và hy vọng mọi người sẽ có một ngày thật đẹp nếu mà coi vào buổi sáng, và nếu mà coi vào buổi tối thì có một buổi tối ấm áp nhé. Hẹn mọi người vào video kỳ sau. Bye bye.